Syria tuyên bố đánh trận hỏa tiễn Israel gần thủ đô Damascus. Quân đội Nga tuyên bố đạt bước tiến trên các các mặt trận ở Ukraine. Mỹ hoãn viện trợ hỏa tiễn tầm xa mới cho Ukraine sang năm sau. Người Việt được giải cứu khỏi sòng bạc, Myanmar mắc kẹt trong vùng chiến sự đang kêu cứu, cứu. Người đứng đầu Liên Hiệp Quốc dung khắc với Chủ tịch COP 28 về tương lai của nhiên liệu hóa thạch. Tàu Trung Quốc phát hiện các khối lập thể biến ở sao hỏa. Kỹ năng đọc viết tụt dốc, New Zealand sẽ cấm dùng điện thoại di động ở trường. Trước Tết Nguyên đán, cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường đo nồng độ cồn cả ngày lẫn đêm. Quý vị đang theo dõi bản tin trưa ngày 2 tháng 12 của DKN. Sau đây là nội dung bản tin. Kính mời quý vị cùng thưởng thức trà kim long của Tâm Xuân. Trà có vị ngọt bùi, ngậy béo, sắc nước vàng ánh lục, hương thơm sâu và dịu nhẹ. Trà sạch Thái Nguyên được trồng và chăm sóc chu đáo, lưu giữ được hương thơm tự nhiên và vị ngọt tinh tế truyền thống. Quý vị đặt mua qua số điện thoại 0945 689 573, truy cập gian hàng tại địa chỉ dkn.tv gạch tra4 hoặc quét mã QR. Xin trân trọng cảm ơn. Quân đội Syria tuyên bố phòng không nước này đánh trận phần lớn hỏa tiễn Israel phòng nhằm vào khu vực ngoại vi thủ đô Damascus trong đêm. Vào khoảng 1 giờ 35, Israel mở một cuộc không kích từ hướng cao nguyên Golan nhằm vào một số vị trí tại khu vực lân cận thủ đô Damascus. Hãng thông tấn Sana cửa Syria ngày 2 tháng 12 dẫn thông báo từ quân đội Syria cho biết. Phòng không Syria đánh chặn phần lớn hỏa tiễn trong đợt tập kích của Israel. Sana cho biết đợt tập kích gây ra một số thiệt hại vật chất cho Syria, song không công bố chi tiết. Lực lượng phòng vệ Israel IDF chưa bình luận về thông tin trên. Israel trong khoảng một thập niên qua mở hàng trăm đợt không kích nhằm vào các mục tiêu tại Syria, sau nhiều khi xác nhận hoặc công bố chi tiết. Israel có các lực lượng được Iran hậu thuẫn ở Syria, trong đó có nhóm Hezbollah là kẻ thù và tuyên bố sẽ tìm mọi cách ngăn Tehran tăng cường ảnh hưởng ở khu vực này. Nhóm Hezbollah ở Lebanon từ năm 2015 khai triển lực lượng đến Syria để hỗ trợ chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad đối phó các nhóm phiến quân. Vụ không kích Syria ngày 2 tháng 12 diễn ra sau khi lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas hết hiệu lực, giao tranh giữa hai bên tiếp tục. Ngoài hơn 200 mục tiêu tại giải Gaza, IDS cần tấn công một số vị trí tại miền nam Lebanon để đáp trả các vụ tập kích do nhóm Hezbollah thực hiện. Về những diễn biến trên thực địa, quân đội Nga tuyên bố họ đã được tiến bộ trên khắp các mặt trận ở Ukraine. Hôm 1 tháng 12, ông Sergei Shoigu, Bộ trưởng Quốc phòng Nga nói trong cuộc họp với các quân chức quân sự rằng các binh sĩ Nga đã chiến được các vị trí thuận lợi, mở rộng vùng kiểm soát về mọi hướng. Ông Shoigu nói thêm rằng quân đội Nga đã thiệt hại đáng kể cho lực lượng vũ trang Ukraine. Hồi cuối tháng 11, quân đội Nga đã tuyên bố đã chiến được Kromuk, một ngôi làng nhỏ ở ngoại ô Bakhmut thuộc tỉnh Donetsk, nhưng các bước tiến trên các mặt trận khác không rõ ràng. Các nhà phân tích cho rằng Nga đang đạt được các bước tiến mặc dù đang phải trả giá đắt về mặt nhân lực, trong khi Ukraine cho biết quân đội của họ đang tiếp tục chống đỡ các cuộc tấn công của Nga. Hiện cuộc chiến Nga-Ukraine đã bước sang mùa đông thứ hai. Hầu hết các nhà phân tích đều đánh giá mùa đông năm nay có thể sẽ là giai đoạn bế tắc kéo dài và đẫm máu, nguyên do là không bên nào chịu lùi bước. Ở diễn biến khác, Ukraine sẽ phải đợi đến năm sau mới nhận được lô hàng hỏa tiễn, bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất, GLSDB, loại vũ khí có thể tấn công ở phạm vi gần 160 km mà Mỹ đã cam kết viện trợ trước đây. Theo tài liệu hãng tin Reuters thu thập được, mùa thu năm ngoái, Boeing đồng ý vận chuyển GLSDB tới Ukraine. Theo đó, mốc thời gian vận chuyển sớm nhất là từ tháng 3 đến tháng 5. Tuy nhiên, tờ Politico đưa tin vào tháng 2 rằng lô bom đầu tiên phải đến cuối năm 2023 mới được giao. Hiện Ukraine cần ZOSDB để sử dụng cho hệ thống phóng ATACMS có tầm bắn gần 160 km mà Mỹ đã gửi. Điều này cho phép quân đội Ukraine tấn công các mục tiêu ở khoảng cách gấp đôi so với hỏa tiện bắn từ HIMARS. Theo nguồn tin của Reuters, Boeing dự kiến giao ZLSDB vào cuối tháng 12, do đó loại bom thông minh này cần phải trải qua vài tháng kiểm tra trước khi được gửi sang Ukraine. Phía ngũ giác đài cũng xác nhận dự kiến sang đầu năm 2024 mới chuyển giao vũ khí này do phải tiến hành kiểm tra. Theo tuyên bố của ngũ giác đài, vì hợp đồng bắt đầu sản xuất GLSDB được ký vào tháng 3 năm nay, nên việc giao hàng buộc phải diễn ra vào cuối năm. Việc sản xuất bom cần nguyên liệu do chính phủ cung cấp, nên việc bắt đầu ký hợp đồng đã bị trì hoãn. GLSDB sử dụng tín hiệu GPS, sở hữu công nghệ chống gây nhiễu điện tử, nó được nhà sản xuất mô tả hoạt động tốt trong mọi điều kiện thời tiết. Rất đông công dân Việt Nam bị bán sang Myanmar hiện đang kêu cứu vì không thể về nước do bị mắc kẹt trong vùng chiến sự gần biên giới với Trung Quốc. Nhóm người này đã được các cơ quan an ninh giải cứu hồi tháng 10 và hiện đang sống tạm bỡ qua ngày. Trong một đoạn video do người thân của họ gửi cho Đài Á Châu Tự Do, AFA, đám đông người Việt Nam nói rằng họ đã mắc kẹt ở Myanmar suốt 40 ngày, lương thực đã cạn kiệt, mong giới chức giúp họ rời khỏi Myanmar. Chúng tôi hiện đang sống trong thời tiết lạnh giá và thực phẩm của chúng tôi cạn kiệt vì hết tiền. Xin hãy giúp chúng tôi trở về Việt Nam càng sớm càng tốt. Đại sứ quán Việt Nam, xin hãy cứu chúng tôi. Đài IFA cho biết họ không thể xác minh độc lập video. Một phóng viên IFA cho biết họ đã nhiều lần cố gắng liên lạc với những người bị mắc kẹt thông qua nhiều ứng dụng nhắn tin khác nhau nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Những người Việt Nam bị bán sang miền Bắc Myanmar để làm việc cho các công ty cờ bạc trực tuyến, nơi họ phải đối mặt với điều kiện làm việc khắc nghiệt và bị chủ lạm dụng. Lực lượng an ninh Myanmar đã giải cứu họ vào ngày 20 tháng 10 và sắp xếp cho họ ở tạm thời trong một ngôi trường bỏ hoang ở thị trấn Lokkai, Bangsan. Khi nhóm ngừng hô vang trong video, một người đàn ông Việt Nam cho biết, đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar đã thông báo với họ rằng họ có thể xác minh thông tin về họ, nhưng chưa có nhà ngoại giao nào đến thăm nhóm. Họ sắp xếp việc hồi hương cho họ. Tôi hy vọng đại sứ quán và chính phủ Việt Nam sẽ cố gắng cứu chúng tôi và giúp chúng tôi trở về nước sớm nhất có thể, người đàn ông nói. Theo một báo cáo của Liên hiệp quốc công bố hồi tháng 8, những công nhân Việt Nam bị mắc kẹt nằm trong số hàng trăm nghìn người bị các băng nhóm tội phạm có tổ chức buôn bán sang Đông Nam Á và bị ép làm việc tại các sòng bạc bất hợp pháp hoặc lừa đảo trực tuyến. Những công dân Việt Nam cho biết họ bị lừa làm việc tại các cơ sở đánh bạc lừa đảo ở Myanmar đã phải đối mặt với sự ngược đãi từ chủ lao động. IFA cho biết họ đã liên hệ với Bộ Ngoại giao Myanmar và Việt Nam để yêu cầu bình luận nhưng không nhận được phản hồi. Khi IFA gọi điện tới Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar hôm thứ Sáu tuần rồi, một phóng viên được yêu cầu liên hệ với Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao, một quan chức tại Tổng đài Bảo vệ Công dân của Bộ cho biết. Việc giải cứu và cung cấp hỗ trợ cho những công dân bị mắc kẹt ở Myanmar rất phức tạp và tốn thời gian vì đất nước này đang trải qua một cuộc nội chiến. Một quan chức họ lập thực bộ phận lãnh sự của Sở Ngoại giao vụ tỉnh Kiên Giang, nơi có khoảng 100 công nhân mắc kẹt, cho biết cơ quan này đã nhận được hơn 20 đơn kiến nghị từ người dân là người thân của họ. Cơ quan này đã chuyển kiến nghị lên Bộ Ngoại giao nhưng không nhận được phản hồi. Trong cuộc họp báo Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 9 tháng 11, người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết giới chức đã xác định được 166 công dân Việt Nam trong số người nước ngoài được giải cứu khỏi sòng bạc lừa đảo và đưa họ đến khu vực an toàn ở phía bắc Myanmar, giáp biên giới Trung Quốc. Tuy nhiên, bà cho biết việc tiếp cận những người mắc kẹt và nỗ lực bảo vệ công dân của Việt Nam gặp khó khăn do xung đột vũ trang ở khu vực biên giới phía bắc Myanmar và những nơi khác. Một ngày sau khi chủ tịch COP28, Sultan Ahmed Al của UAE đề xuất tiếp tục sử dụng nhiên liệu hóa thạch, Tổng thư ký Liên hiệp quốc, ông Antonio Guterres, ngày 1 tháng 12 phát biểu: "Chúng ta không thể cứu một hành tinh đang bốc cháy bằng vòi cứu hỏa phun ra nhiên liệu hóa thạch." Ông Guterres nói thêm rằng mức giới hạn 1,5 độ C chỉ có thể đạt được nếu rốt cuộc chúng ta ngừng đổi tất cả nhiên liệu hóa thạch, không phải là cắt bớt hay giảm xuống. Ông đề cập đến các công nghệ còn non trẻ về thu lại và lưu trữ lượng khí thải carbon. Điều này cho thấy mâu thuẫn giữa các nhà lãnh đạo thế giới tại Hội nghị Thượng đỉnh về khí hậu của Liên Hiệp Quốc. Năm nay, hội nghị diễn ra ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE, một nước sản xuất dầu mỏ, Ngoài dầu mỏ, nhiên liệu hóa thạch còn bao gồm than đá và khí tự nhiên. Trong khi dầu mỏ là xương sống kinh tế của các quốc gia trung đông, nên việc Liên hiệp quốc kêu gọi từ bỏ nhiên liệu hóa thạch chẳng khác nào giết chết các quốc gia này. Mục đích của Liên hiệp quốc kêu gọi loại bỏ nhiên liệu hóa thạch là để ngăn chặn điều mà họ gọi là thảm họa khí hậu. Vì vậy, những người phản đối cho rằng đây là nghị trình của một nhóm lợi ích muốn kiểm soát thế giới. Theo một báo cáo của ExxonMobil, bất chấp nỗ lực cắt giảm carbon Dầu mỏ và khí đốt sẽ tiếp tục là một phần quan trọng trong cơ cấu năng lượng của thế giới trong nhiều thập niên tới. Trong báo cáo, các nhà nghiên cứu nói rằng họ kỳ vọng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên sẽ tiếp tục đóng vai trò chủ đạo, cung cấp cho hơn một nửa, 54% nhu cầu năng lượng của thế giới vào năm 2050. Trước khi ngừng hoạt động, một tàu đổ bộ của Trung Quốc đã kịp dùng radar xuyên đất để phát hiện các khối lập thể bí ẩn bị chôn vùi ở độ sâu 35m bên dưới vùng Utopia Planitia của sao hỏa. Theo Universe Today, các khối bí ẩn trên sao hỏa giống hình dạng những chiếc nêm nhưng có một mặt đa giác phức tạp, không đồng đều, bề rộng của chúng từ vài cm đến hàng chục mét. Các nhà khoa học tin rằng các khối lập thể bí ẩn này là kết quả của chu kỳ đóng băng, tan băng của sao hỏa hàng tỷ năm trước, nhưng cũng có thể liên quan đến núi lửa và quá trình nguội đi của dung nham. Các vật thể đã lộ diện nhiều cuộc phân tích di sản của tàu chức dung được thực hiện bởi các nhà khoa học từ Viện Địa chất và Địa vật lý thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc. Trước dương là một tàu đổ bộ được thiết kế dưới dạng xe rover tự hành, có thể vượt qua địa hình phức tạp của sao hỏa và tìm hiểu các cấu trúc bề mặt lẫn bên trong hành tinh này. Hiện tại, tàu trước dương đã ngừng hoạt động sau khi bị bão bụi trên sao hỏa tấn công, nhưng bộ dữ liệu khổng lồ mà nó kịp thu thập được hứa hẹn đem đến, đến nhiều nghiên cứu quan trọng nhiều năm sau đó. Trong nghiên cứu này, Nhóm nghiên cứu người Trung Quốc đã sử dụng thêm dữ liệu của hai tàu quỹ đạo Thiên Văn 1 của nước này cũng như Ma Express của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu ESA. Các kết quả công bố trên Nature cho biết đã có tổng cộng 16 khối lập thể được xác định trong một vùng có đường kính 1,2 km. Điều này cho thấy khả năng các cấu trúc tương tự cũng tồn tại rộng rãi khắp đồng bằng Utopia Planitia. Những cấu trúc này có thể đã hình thành cách đây 3,7 đến 2,9 tỷ năm trong thời kỳ hậu Hesperian còn được gọi là thời kỳ Amazon sớm của Sao Hỏa có thể song song với sự chấm dứt của môi trường ẩm ướt cổ xưa. Mặc dù địa hình với các khối đa dạng kỳ lạ đã được nhìn thấy ở một số khu vực trên Sao Hỏa, nhưng đây là lần đầu tiên xuất hiện các cấu trúc bị trơn vùi. Sự hiện diện của chúng được các nhà khoa học mô tả là do biến đổi khí hậu. Tuy vậy, nhiều người cho rằng vẫn phải nghiên cứu thêm để xem chứng thật ra là gì. Kỹ năng đọc viết từ dốc New Zealand sẽ cấm dùng điện thoại di động ở trường. Trước việc kỹ năng đọc viết của người dân nước này đang tụt dốc, tân thủ tướng New Zealand Christopher Luxon ngày 1 tháng 12 tuyên bố sẽ cấm sử dụng điện thoại ở trường để cải thiện tình hình trên. Tờ Fran 24 đưa tin về phương diện năng lực đọc viết trong trường học toàn cầu, các trường học ở New Zealand được xếp hạng trong số những trường tốt nhất thế giới về thành tích đọc viết. Ngày nay sự suy giảm mạnh về kỹ năng đọc và viết của giới trẻ New Zealand đã khiến một số nhà nghiên cứu lo lắng về một cuộc khủng hoảng năng lực này. Các nhà nghiên cứu từ tổ chức từ thiện trung tâm giáo dục Education Hub của New Zealand đã cảnh báo vào năm 2022 rằng New Zealand đã xuất hiện cuộc khủng hoảng mù chữ và phát hiện ra rằng hơn một phần ba số thanh niên 15 tuổi của đất nước hầu như không thể đọc và viết bình thường. Các nhà nghiên cứu của trung tâm giáo dục viết rõ ràng là phải làm gì đó để giải quyết tỷ lệ biết chữ thấp đến mức đáng lo ngại của New Zealand. Ngày 1 tháng 12, Thủ tướng theo đường lối bảo thủ Lutzen của New Zealand cho biết, trong vòng 100 ngày, kể từ khi nhận chức, việc sử dụng điện thoại di động sẽ bị cấm trong các trường học trên khắp New Zealand. Ông nói, chúng tôi sẽ cấm điện thoại di động trong các trường học trên khắp New Zealand. Chúng tôi muốn những người trẻ tuổi có thể tập trung vào việc học và giáo viên có thể tập trung vào việc giảng dạy. Ông ừ, Lutzen cho biết, động thái này sẽ ngăn chặn hành vi nhiễu loạn trong học tập và giúp học sinh tập trung. Một cập nhật nóng về trong nước. Từ nay đến trước Tết Nguyên đán 2024, cảnh sát giao thông ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường đo nồng độ cồn cả ngày lẫn đêm. Mỗi ngày cảnh sát giao thông chia ra làm 4 ca, mỗi ca 6 tiếng, thực hiện kiểm tra nồng độ cồn theo kế hoạch trên toàn thành phố. Ngày 2 tháng 12, báo Tuổi Trẻ dẫn lời một đại diện phòng cảnh sát giao thông PC08 cho biết, theo kế hoạch từ ngày 24 tháng 11 đến trước Tết Nguyên đán 2024, cảnh sát giao thông chia làm 10 cụm, trong đó 5 cụm kiểm tra nồng độ cồn khu vực trung tâm và 5 cụm ở vùng ven. Các cụm này sẽ kiểm tra nồng độ cồn cả ngày lẫn đêm trên các tuyến đường mà họ phụ trách. Mỗi ngày chia ra làm 4 ca, mỗi ca 6 tiếng, mỗi ca tuần tra, kiểm soát của mỗi cụm có khoảng 20 cán bộ tham gia xử lý vi phạm. Địa điểm kiểm tra thay đổi tùy theo tình hình thực tế. Việc tăng cường kiểm tra nồng độ cồn được đại diện phòng cảnh sát giao thông lý giải là nhằm ngăn chặn, kéo giảm các vụ tai nạn giao thông do nồng độ cồn, chất kích thích gây ra. Sau khi tin tức thành phố Hồ Chí Minh sẽ thổi nồng độ cồn cả ngày lẫn đêm, được loan ra đã thu hút sự chú ý của dư luận. Nhiều người lên mạng xã hội bày tỏ ủng hộ, trong khi một số người cho rằng quyết định này sẽ dẫn đến nhiều hàng quán ở thành phố Hồ Chí Minh phá sản vì buôn bán ế ẩm. Một số khác thì cho rằng việc thổi nồng độ cồn vào ban ngày, nhất là vào buổi sáng, đúng giờ người dân đi làm là quyết định không hợp lý, sẽ gây nhiều phiền toái, trễ nải công việc. Bản tin trưa của DKN đến đây kết thúc. Quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được thông báo về những bản tin mới nhất của chúng tôi. Chúng tôi cũng rất trân quý và mong chờ những đóng góp của quý vị với vai trò cộng tác viên thường xuyên hoặc không thường xuyên, mọi đóng góp và nguyện vọng hợp tác xin gửi tới hòm thư A dkn tv Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.